Suốt cả một buổi sáng đi tìm chỗ review thì bây giờ Huy đã tìm được một chỗ ưng ý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ review sản phẩm mới nha anh em. Đây, sản phẩm Wonderfuel mới về. Rồi bây giờ chuyển xuống review. Bây giờ đập thùng em nó nha. Thì trước mặt anh em, đây là mẫu Lairay Wonderfuel TDUC12R. Thì trong thời gian vừa qua, Huy mới cho ra mắt sản phẩm loa hỏa tiễn Wonderfuel TDUC121B. Hiện tại thì em nó đang làm mưa làm gió trên thị trường nha. Thì có rất là nhiều khách hàng hỏi Huy đó là có mẫu Lairay của Wonderfuel hay không. Thì hôm nay em nó sẽ được lên sóng và sẽ được ra mắt để gửi tới tất cả anh em ha. Đây là một sản phẩm được nhập nguyên đai nguyên kiện từ China, phân khúc cao cấp nha anh em, phân khúc cao cấp. Thì cấu hình loa này, một cái thùng này nó sẽ bao gồm là hai cái loa bát 2,5 tấc và một loa chép neo 750 ha mọi người. Đó thì hình thức em nó đây, mọi người có thể nhìn thấy là rất là đẹp. Ở phía trước mặt lưới của em nó thì có một lớp mút chắn bụi ở phía trước và bên trong thì nó vẫn là lưới sắt nha. Và bên cạnh đây là cái thanh ray của nó thì mọi người có thể thấy là rất là đặc biệt đúng không ạ? Đặc biệt cái dòng sản phẩm Lairay TDUC12R này nó không hề bị rung lắc trong quá trình anh em chúng ta sử dụng nha. Rất là cứng đây, mọi người có thể là nghe này. Không, rất là cứng nha, không phát ra tiếng kêu luôn. Đó, rất là chắc chắn. Đó, phía trước đây là chúng ta sẽ có hai chốt này. Phía sau thì chúng ta cũng được lắp chốt rời nha. Phía sau này thì chúng ta có thể là điều chỉnh góc mở của loa, mọi người có thể là đưa cao hoặc là bẻ cong loa tùy theo ý thích ha. Rồi, và đây là phía sau. Phía sau ở đây thì có chạm loa này, chạm loa. Rồi, bên này là có thông số này. Wonderfuel này, có mã QR ha. Model là TDUC12R. Công suất đỉnh của nó là lên tới 1200W, trọng lượng là 22kg trên một chiếc ha. Và trên đây nó có thêm một cái thanh, một cái bát treo bằng sắt ở trên này đó. Nói chung là hình thức của em nó rất là nhỏ gọn nha mọi người, rất là đẹp. Và cái sản phẩm này thì đang được sử dụng hệ thống là sơn nhựa, đảm bảo cho anh em là chống trầy, chống xước, chịu mưa, chịu nắng rất là cao nha. Và sản phẩm Lairay Wonderfuel TDUC12R thì đang có giá niêm yết bán là 30 triệu đồng trên một cặp, 30 triệu trên một cặp, chưa bao gồm cái tủ cắt xê bên dưới nha anh em. 30 triệu một cặp Lairay Wonderfuel TDUC12R, chưa bao gồm tủ cắt xê. Thì khi mà Huy lên cái clip này thì sẽ có rất là nhiều anh em thắc mắc, hỏi và sẽ muốn so sánh đó là giữa Lairay Wonderfuel và hỏa tiễn Wonderfuel thì lựa chọn dòng nào sẽ phù hợp hơn. Ở thời gian vừa rồi Huy cho ra mắt sản phẩm loa hỏa tiễn Wonderfuel TDUC121B thì rất là nhiều khách hàng kêu Huy làm những clip so sánh giữa loa hỏa tiễn và loa Lairay đi. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì chúng ta không có Lairay Wonderfuel để mà so sánh loa hỏa tiễn Wonderfuel TDUC121B và các sản phẩm Lairay phổ thông giống như là AD thì nó rất là khập khiễng, tại vì là hai phân khúc nó khác nhau. Thì đối với sản phẩm loa hỏa tiễn Wonderfuel TDUC121B thì anh em chúng ta đã quá là rành với em nó rồi đúng không ạ? Một cặp đó kết hợp với xúc đôi và monitor thì mọi người có thể là sử dụng tối đa là khoảng 700 khách. Và để so sánh mà một cặp hỏa tiễn đó và một cặp Lairay này thì chắc chắn là hỏa tiễn nó sẽ hơn một cặp này nhá. Một cặp hỏa tiễn sẽ hơn một cặp Lairay này. Tại vì sao ạ? Tại vì loa hỏa tiễn thì nó có thể là chúng ta sử dụng độc lập được, một cặp đó thì nó vẫn phát huy được hết tất cả công năng, chất âm cũng như là công suất của nó. Còn đối với Lairay thì nó sẽ thiên về tính cộng hưởng. Chính vì thế anh em chúng ta phải xài ít nhất là hai cặp trở lên, hai hoặc ba cặp trở lên thì nó mới phát huy được cái tính cộng hưởng của nó. Thì để mà so sánh một cặp loa hỏa tiễn và một cặp Lairay này thì chắc chắn là nếu mà so sánh một cặp nhá thì chắc chắn là hỏa tiễn sẽ hơn. Còn đối với Lairay này, khi mà anh em chúng ta sử dụng hai cặp Lairay này thì chắc chắn một điều là âm thanh sẽ hơn một cặp loa hỏa tiễn. Anh em lưu ý đó là Lairay Wonderfuel TDUC12R nha, chứ không phải là các sản phẩm Lairay phổ thông ở ngoài thị trường. Tại vì những cái sản phẩm Lairay phổ thông ở ngoài thị trường thì chắc chắn một điều đó là không thể so sánh được với các sản phẩm của Wonderfuel rồi đúng không ạ? Một chiếc loa này nó sẽ có công suất là 1200W, như vậy là hai chiếc sẽ là 2400W, ở trên lý thuyết là như vậy. Nhưng mà khi anh em chúng ta lắp hai chiếc loa này vô, nó sẽ tạo ra sự cộng hưởng rất là lớn, nó còn lớn hơn 2400W công suất mặc định ghi ở phía sau nữa. Đây, anh em chúng ta có thể xem hình thức em này rất là đẹp đúng không ạ? Mẫu mã rất là nhỏ gọn, rất là chắc chắn, bề ngang rất là nhỏ ha. Và đặc biệt sản phẩm này nó cho cái tiếng mic đi rất là xa, hôm vừa rồi thì Huy đã có thử nghiệm rồi. Bây giờ thì xin mời tất cả khách hàng chúng ta đi theo Huy đi test nhẹ một chút để chúng ta xem thử cái chất lượng âm thanh của Lairay Wonderfuel TDUC12R nó như thế nào nha. Hiện tại thì bên Huy đã chuyển cặp Lairay Wonderfuel TDUC12R về tới công ty rồi. Định mang ra ngoài trời test mà vừa mới review xong rồi trời mưa anh em. Bây giờ phải chuyển về công ty để test cho tất cả khách hàng chúng ta tham khảo chất âm nha. Đây, hôm nay thì
test thử cái mẫu Lyre mới này thì nhà hàng tới anh em còn mixer số, còn nói mixer số XP Pro ha. Con này thì đang trong quá trình gọi như khai thác chức năng và thử nghiệm chất âm. Đây, mixer số con này phân khúc giá rất là hợp lý cho anh em nha. Sau khi mà bên Huy khai thác được hết chức năng và test cái chất âm nó đảm bảo thì Huy bắt đầu sẽ công bố và sẽ thông báo tới tất cả quý khách hàng. Này, logo XP Pro ha. Đó, một con mixer số nhỏ gọn và chất âm khá là hay nha anh em. Ở với cấu hình này thì Huy sẽ test trực tiếp từ cái mixer số này ra con đẩy luôn, con đẩy 4 kênh đây. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng là hai kênh nhé, kênh số 1 và kênh số 2. Tại vì Lyre Array này là Lyre Array đôi, một cái thùng sẽ có hai cái loa bát và một loa chép. Chính vì thế là một kênh con đẩy chúng ta chỉ đánh được một loa thôi. Đó, đi trực tiếp từ mixer số sẽ xử lý cắt cốt ở trên mixer luôn. Thì những cái dòng mixer số thì chúng ta có thể cắt cốt được ở trên mixer, nhưng mà đây là khi mà bên Huy test thôi. Còn khi bàn giao thực tế thì Huy vẫn khuyến khích anh em chúng ta sử dụng cái cốt server rời để cái chất lượng âm thanh cũng như là cái hiệu quả được tốt hơn. Đây có mixer số XP Pro. Rồi bây giờ thì Huy sẽ test chất âm của một cặp Lyre Array không có sub nha anh em, không có sub. Anh em nghe thử tiếng mic của con Array rất là tốt, nó rất là phát tiếng. Huy đẩy lớn một xíu này. Đây là chưa có sub nha anh em, chưa có sub nha. Lớn lên xíu nữa này. Ok, bây giờ thì Huy sẽ cho một xíu súp lên này, súp này, súp lên nhé. Đó. Ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phải tan nằm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không anh thì con này thì nó bóng âm thì rất là xa anh em nhé. Cái tiếng thì xa lắm. Hóa ra chỉ mình anh đang thương. Huy chạy trực tiếp từ mixer qua đẩy, cắt cốt ở trên mixer luôn. Tiếng mic của cái con Array ra có to, nó rất là to nha. Thì khi mà anh em chúng ta sử dụng là hai cặp Lyre này thì nó sẽ kêu to hơn một cặp hỏa tiễn Wonderfuel T-Dub 121B nha anh em. Hai cặp Array này nó sẽ kêu to hơn là một cặp hỏa tiễn kia. Đó. Mẫu thì nó rất là nhỏ gọn thôi, hai bát 2 đắc rưỡi và một loa chép thôi. Nhưng mà cái độ nói là nó thoát cái độ nó thoát âm rất là kinh khủng. Ok, lên xíu nữa nha. Ok, để Huy mở súp lớn lên. Với cấu hình Lyre này thì anh em cần phải mở súp lớn lên xíu nha. Vì cái tiếng Lyre nó kêu to lắm, súp mà nhỏ nó không theo được đâu. Ở đây thì Huy thử có một cái súp thôi, một cái súp đơn 50 thôi. Nó không có theo được cái Array nữa đâu nha anh em. Cái này thì anh em chúng ta như là đi hai cặp này thì ít nhất phải đi một cặp súp đôi hoặc hai cặp súp đơn lớn á thì mới theo được. Anh em nghe thử cái tiếng lời của con Array nhé.
Huy thử cho anh em nghe cái bản nhạc không lời nha, anh em nghe thử cái tiếng chép với tiếng mic của nó ra nha. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của bên Huy. Anh em nào mà quan tâm sản phẩm Lairai Wonderfuel T-Dub 12R thì liên hệ trực tiếp với bên Huy theo số hotline clip nha. Xin cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em vào những clip lần sau.